Alo, người cũ hả? Anh Ủa Tăng Hai Cú nè. Dạo này khỏe không? Nghe nói dạo này quen đại gia hả? Đồ êm ha. Anh dạo này cũng làm hồ vậy đó. Anh lên thợ rồi. Mấy hôm nay mưa chuyện bốc vác làm rồi. Sao biết số hả? Thì đó quen rồi, anh nhớ số em chứ sao không? Lâu lâu rồi hỏi thăm vậy mà. Dạo này cái đất còn chua không? Thôi đừng có chửi, anh hỏi thiệt mà. Trời đừng có chửi nữa, ta hỏi thiệt, ta hỏi thăm thiệt mà. Mấy nay mưa anh nhớ em quá à. Mấy mày cho cái hẹn đi lụm cái được không? Quan tâm ha, chịch nghe. Ba cái á. Đúng rồi, đúng rồi, có quan tâm mà có cái giọng đó. Quan tâm số 3 đúng rồi. Vậy hả? Đỉ vậy hả? Đỉ gì đây nói chuyện mà đỉ đỉ gì đây? Đỉ mẹ anh hả? Thôi vậy thôi, cúp máy.